Má ơi, con lỡ luống lầy rồi, không thể bước chân đi được nữa. Con rất hiếu, mang tiếng Ngọc ở trên Sài Gòn mà không bằng một gốc của Úc Xuân. Má ơi, có lẽ đây là lần cuối cùng con nói chuyện với má. Con phải chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mà con gây ra. Chị hai, chị nói cái gì em không hiểu gì hết vậy? Chị nói cái gì lần cuối gặp má? Bộ chị đi đâu hả? Rồi chị chịu trách nhiệm lỗi lầm gì chị hai? Chị có chuyện gì phải không? Ở trên Sài Gòn ai hiếp chị hả? Nói em nghe đi chị. Chị, trời đất ơi, rồi bây giờ chị tính sao chị hai? Chị hai, chị tuyệt đối không được cho tía biết chuyện này nha chị hai. Tía mình tính sĩ diện dữ lắm, tía biết rồi sao tía chịu nổi. Chị hai, em á, em có để dành cho chị một số tiền. Bây giờ chị bọc lên Sài Gòn đi, chị chịu khó dành dụm, ăn uống nhín nhín thôi, cỡ 2-3 tháng, cái rồi em gửi tiền lên cho chị một lần nha. Mà em nghĩ chắc chị phải nghỉ học rồi đó chị hai. Nhưng mà không sao đâu chị. Em thấy có nhiều người sanh em bé xong mà người ta đi học lại cũng được. Lúc đó chị vừa đi học, rồi chị bọc em bé về đây, chắc tí không giận chị nữa đâu chị hai. Em nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà sự thật thì nó đủ thứ đều trục trặc hết. Với lại chị hai chữa hoang như vậy, người ta đồn ầm lên chị hai. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.